imagine me and you. I do, I think about today and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Me and you, and you and me. Me and you, and you and me. Trinh đọc rất là nhiều những cái bài báo về anh chị mà điều mà Trinh ấn tượng á, họ mô tả là giữa một cái thế giới showbiz, làng giải trí rất là xô bồ, phức tạp. Gia đình của mình á thì được mô tả là một cái ốc đảo hạnh phúc. For me, it's just I want my family to feel good, and that most of the time we can smile and laugh and feel okay. And I think if we can smile more often than we cry, then that's happiness for me. Bản chất của hôn nhân là những cái ngày êm đềm nó phải đi kèm với những cái ngày gọi là sóng gió. Tại vì nhìn ở trên video thì có thể thấy là mình vui vẻ như vậy đó, nhưng mà ở đằng sau đó luôn luôn có những cái khoảnh khắc mà tụi mình phải cố gắng hết sức. After she had the baby, there were some difficult times. Chỉ cần nhấc cái chân lên gặp bụng thôi mà nó đau thấu trời luôn, rồi là đi lên cầu thang mà Vi nói trời chết rồi, bây giờ mình đi không nổi, sao mà mình tập được. Vi cũng không hiểu tại sao nên Vi sợ lắm, Vi sợ lắm. Vi cảm thấy thương Sean cái khoảng thời gian đó lắm, tại vì phải đối diện với cái sự bực tức của Vi hàng ngày. Tại vì Vi cảm thấy mình bất lực, Vi cảm thấy thương Sean rất là nhiều, tại vì anh đã không có từ bỏ, không hề từ bỏ. Vi không nghĩ là tới một lúc nào đó mình không được đứng trên sân khấu bởi vì mình không có ngoại hình. Cái ý nghĩ là mình yếu hơn, mình yếu kém hơn người khác chính là một cái sự tổn thương lớn nhất mà Vi phải cố gắng vượt qua trong cái giai đoạn đó. Không chỉ là về một bề ngoại hình mà nó là một cái gì đó rất là sâu xa hơn, đó chính là cái sự nghiệp, cái niềm ao ước, tất cả những cái xương máu mình đã từng bỏ ra mà bây giờ nếu như mình không vững, mình không dũng cảm mình đi tiếp thì cánh cửa đó sẽ vĩnh viễn đóng lại nữa. To contribute, to build to the relationship and to make ourselves better. People forget that to be happy, you have to work. You have to work at it. You want to grow a flower. You don't just put the seed in the ground and walk away. You have to water it. You have to water it. You got to weed and take away the other plants. You have to add fertilizer to make it, you know, more beautiful. If you think that it might grow, it might be beautiful. But if you want it, if you want to be sure, you have to work at it. You have to put in love and care and compassion. Khi mà thấy người khác hạnh phúc thì đó mới là cái hạnh phúc mà nó lớn lao hơn rất là nhiều.